Cảm ơn quý vị vẫn giữ màn hình. Để tiếp tục, Thanh Trang kính mời quý vị theo dõi chương trình kể chuyện lịch sử Đức Độ Vua Trần Nhân Tông. Vua Trần Nhân Tông là một ông vua có tài năng đa dạng, xuất sắc và thành công trong mọi lĩnh vực. Điều vô cùng đặc biệt của vị vua này là Ngài có thể thay đổi cách sống và tài năng để thích ứng với những tình huống hoàn toàn trái ngược nhau. Như sống ẩn dật trên núi để tu hành và tu thiền, bất ngờ phải xuống núi để chỉ huy một trận chiến kinh hoàng kéo dài hàng năm năm. Khi chiến tranh tàn, Ngài lại lên núi tiếp tục tu hành. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù nơi cửa Phật thanh tịnh từ bi hay nơi chiến trường đẫm máu, thì Ngài cũng dùng cái tâm của người giác ngộ, cái đức của người tu hành để xử sự một cách sáng suốt, nhân từ. Trong lần này, chúng tôi mời quý vị nghe bài thi kệ Trần Nhân Tông được Tâm Đức Phổ Nhạc và do Hương Lan trình bày. Tiếng hát nào quá ngọt ngào đưa tôi ra khỏi cảnh đời ô trược. Tiểu sử Đức Vua Trần Nhân Tông, vua thứ ba triều Trần. Ngài là con trưởng vua Trần Thánh Tông, sinh vào năm 1258. Ngài tuy ở vị sang cả mà tâm hâm mộ thiền tông từ thuở nhỏ. Năm 16 tuổi được lập làm hoàng thái tử, Ngài cố chối từ để nhường lại cho em mà vua cha không chịu. Vua cưới vợ cho Ngài để Ngài sống trong cảnh vui hòa hạnh phúc, ấy mà tâm Ngài vẫn thích đi tu. Một hôm vào lúc giữa đêm, Ngài trèo thành trốn đi, định vào núi Yên Tử. Đến chùa Tháp ở núi Đông Cứu thì trời vừa sáng, trong người mệt nhọc quá, Ngài bèn vào nằm nghỉ trong tháp. Vị sư trụ trì ở đây thấy Ngài tướng mạo khác thường, liền làm cơm thết đãi. Vua cha hay tin, sai các quan đi tìm thấy, Ngài bất đắc dĩ phải trở về. Năm 21 tuổi, Ngài lên ngôi hoàng đế là năm 1279. Tuy ở địa vị cửu trùng mà Ngài vẫn giữ mình thanh tịnh để tu tập. Ngài thường ăn chay lạc, thân thể gầy ốm. Thánh Tông thấy thế lấy làm lạ, nên hỏi nguyên do, Ngài trình thật với cha. Thánh Tông khóc bảo: "Nay ta đã già, chỉ trông cậy một mình con lại làm như thế, làm sao gánh vác được sự nghiệp của tổ tiên?" Ngài nghe dạy cũng rơi nước mắt. Con người Ngài rất thông minh hiếu học, đọc hết các sách vở, thông suốt sách đạo và đời. Những khi nhàn rỗi, Ngài mời các thiền khách bàn giải về thiền. Phật Hoàng Trần Nhân Tông là người sáng lập dòng Thiền Trúc Lâm. Khi giặc Nguyên sang quấy rối, Ngài phải xếp việc kinh kệ để lo giữ gìn xã tắc. Nhờ tình đoàn kết quân dân, Ngài đã hai lần vào năm 1285 và năm 1288 đuổi được quân Nguyên, giữ gìn trọn vẹn đất nước. Dưới triều đại Ngài, hai cuộc hội nghị nổi tiếng được ghi vào sử sách là Hội nghị các tướng lãnh ở Bình Thang và Hội nghị những bô lão trong cả nước ở Diên Hồng để bàn mưu kế, tỏ quyết tâm chống giặc. Hội nghị Bình Thang là hội nghị trước hội nghị Diên Hồng. Nhờ nhân đức tu hành, Nhân Tông trên thuyền đi dự hội nghị Bình Thang, gặp được Trần Khánh Dư đang lênh đênh trên dòng sông làm nghề bán than để kiếm sống. Thương một tướng tài ba bị lỗi, bị trừng phạt đã biết ăn năn, Nhân Tông nhân từ tha tội, cho cầm lại binh quyền và giữ Vân Đồn. Nhờ vậy mà Trần Khánh Dư mới lập được đầu công là chiến thắng Vân Đồn, chỉ với một mớ tàn quân đưa chiến tranh tới tàn cuộc nhanh chóng. Năm 1308, Ngài viên tịch,
thọ 51 tuổi. Pháp Loa theo lời di chúc của Ngài làm lễ hỏa táng, lượm ngọc cốt có 5 màu để vào bình. Vua Anh Tông cùng đình thần đem long giá rước ngọc cốt về tông thờ, xây tháp trên núi Yên Tử, để hiểu là Trúc Lâm Điều Ngự Trần Nhân Tông. Trúc Lâm Điều Ngự Trần Nhân Tông là một người quá nổi bật ở nhiều mặt, một nhân cách quá sáng ngời. Nói về lãnh đạo là một nhà lãnh đạo tài ba, về chính trị là một nhà chính trị xuất chúng, về văn hóa là nhà văn hóa lớn, về tôn giáo là nhà tôn giáo tuyệt vời. Yên Tử được gắn liền với tên tuổi của Ngài, với dòng thiền do Ngài mở lối là Thiền Trúc Lâm. Sông